Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài lớn tiếng xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 của Đảng ta với những luận điệu hạ thấp vai trò, ý nghĩa của hội nghị. Một số đài bên ngoài như RFA, RFI, VOA, các trang mạng của một số tổ chức bên ngoài như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tập trung xuyên tạc ở nhiều góc độ khác nhau. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Sao có thể xuyên tạc Hội nghị Trung ương 4 như vậy của Duy Chính. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và thảo luận nhiều vấn đề lớn của đất nước. Trước tiên phải khẳng định Hội nghị Trung ương 4 tiến hành theo chương trình toàn khóa chứ không phải là hội nghị bất thường. Do tình hình đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là ở một số tỉnh phía Nam, nên hội nghị được tiến hành chỉ có 3 ngày rưỡi như trên đã nói và trong hoàn thành các chương trình đề ra. Thế nhưng một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài lại xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 4 với những luận điệu hạ thấp vai trò, ý nghĩa của hội nghị. Một số đài bên ngoài như RFA, RFI, VOA, các trang mạng của một số tổ chức bên ngoài như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tập trung xuyên tạc ở nhiều góc độ khác nhau. Họ kích động rằng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố phía Nam đang ly tán, tị nạn, tháo chạy hỗn loạn không ai lo, thì Trung ương họp trong phòng lạnh để tung hô khen ngợi các thành tích, vinh quang thuộc về Đảng, còn đau thương trút lên đầu nhân dân. Họ còn phê phán nội dung của kỳ họp, phê phán chủ trương và các biện pháp phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không hiệu quả, như huy động quân đội, công an vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là để đàn áp, cấm đoán đi lại, các hoạt động kinh tế đình trệ, xã hội hỗn loạn để các nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài tháo chạy, di dời các nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, họ còn xuyên tạc công tác xây dựng Đảng được bàn trong hội nghị là Đảng không bận tâm về hoạt động phòng chống dịch COVID-19 mà chỉ quan tâm làm sao để Đảng vẫn muôn năm trường trị. Trên thực tế, hội nghị đã thảo luận và bàn những nội dung rất lớn mà trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư đã nêu rõ. Trung ương bàn cho ý kiến các vấn đề, tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tình hình kinh tế xã hội năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, sửa đổi bổ sung quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Về phòng chống dịch, Trung ương hoan nghênh những nỗ lực, đóng góp to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và các doanh nghiệp cả nước, sự ủng hộ giúp đỡ hiệu quả của kiều bào, bạn bè và các nước trên thế giới, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân khách quan và chủ quan với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để đưa ra những chủ trương chính sách tổng thể, căn cơ, bài bản hơn theo tinh thần quyết liệt phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, định hướng phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trung ương cũng chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể, sát hợp với tình hình diễn ra dịch bệnh hiện nay và có tính khả thi cao để kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội. Trung ương cũng nhận định với biến thể Delta của đại dịch COVID-19 thì các quốc gia trên thế giới khó có thể kiểm soát dịch bệnh một cách tuyệt đối, do đó cần phải có chính sách biện pháp phù hợp để phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt hoặc sống chung với dịch bệnh. Như vậy, đằng sau những sự xuyên tạc của các tổ chức người Việt ở bên ngoài và một số đài báo vốn không có sự ủng hộ Việt Nam từ bên ngoài, người ta thấy các ý kiến đó là quan điểm của chủ nghĩa dân túy, cố tình phê phán thể chế chính trị ở Việt Nam để chứng tỏ họ mới là lực lượng dân chủ, quan tâm đến dân chúng và kích động theo tôn thờ giá trị phương Tây. Mặt khác, họ cố tình phủ nhận những kết quả phòng chống dịch bệnh để lên án chính quyền các cấp, để tập hợp lôi kéo người dân xuống đường biểu tình, tạo ra sự bất ổn trong xã hội. Hội nghị Trung ương 4 đã phân tích, đánh giá một cách khách quan các vấn đề để đưa ra quyết nghị đúng đắn, từng bước vượt qua khó khăn chưa có tiền lệ và thực hiện nhất quán phương châm đã đề ra từ đầu khi đại dịch mới khởi phát là chống dịch như chống giặc, coi trọng sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết. Tin rằng với những kết quả mà Hội nghị Trung ương 4 đã đạt được thì nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.
thiết nghĩ những sự xuyên tạc và phủ nhận hội nghị Trung ương 4 như vậy thì không thể kích động được nhân dân tin theo những ảo tưởng và không thể làm thay đổi sự phát triển của đất nước.